Và ở phía bên dưới thì có một cái tấm bia. Và ai đó để cái tấm bia vào trong đây này. Mà không thấy rõ chữ hay cái gì cả. Và mình nghĩ rằng là cánh cửa này lúc trước nó sẽ đóng này. Và có nhiều kẻ xấu quá. Rồi họ vào đây họ mở cánh cửa này ra. Thực sự thì bóng tối là một cái gì đó khiến cho con người chúng ta rất là sợ hãi. Nhưng mà để vượt qua điều đó thì chỉ bằng cách là chúng ta đi khám phá. Để chúng ta vượt qua những cái nỗi sợ như thế này. Bởi vì là ở bên trong là sẽ không biết là có những cái điều gì nó sẽ ẩn chứa ở bên trong cả nhà. Xin chào cả nhà, hiện tại Nhân đang có mặt tại một cái khu nghĩa trang. Và đằng sau lưng của Nhân thì cả nhà cũng biết rồi, nghĩa trang là một cái nơi mà không dành cho những người đang sống cả nhà. Đó là dành cho những người đã mất. Và đặc biệt rằng là ở trong cái khu nghĩa trang này có một cái căn nhà của một cụ ông. Mà trước kia cách đây hơn chục năm về trước thì ông là quản trang của cái khu nghĩa trang này. Và người nào mất thì trước khi chôn thì ông sẽ là cái người mà chỉ điểm cái nơi để chôn cất. Và cho tới thời điểm hiện tại thì ông đã mất rồi và căn nhà cũng bỏ hoang. Và cách đây mấy năm về trước thì Nhân cũng có lần la và đi quanh khám phá trong cái căn nhà. Nhưng mà đã lâu lắm rồi mình không có một cái cảm giác trải nghiệm, khám phá, rồi thử thách bản thân trong bóng tối và đi khám phá những căn nhà bỏ hoang lâu năm, tìm kiếm những cái điều kỳ lạ. Thì bây giờ mời cả nhà hãy cùng với Nhân đi khám phá căn nhà này vào ban đêm nha. Đây là cái lối vào nhà. Thì cây cối nó rất là rậm rạp luôn. Mới có mấy năm không quay trở lại đây mà bây giờ cây nó quá nhiều luôn rồi cả nhà. Nói thật luôn là ui trời, làm giật cả mình. Nói thật với cả nhà thì một cái căn nhà hoang bình thường ở những cái vị trí không phải là nghĩa địa thì người ta cũng ngại đến rồi. Huống hồ gì đây là một căn nhà bỏ hoang mà lại nằm ở trong cái khu nghĩa địa. Trước khi mà đi vô bên trong nhà thì cho cả nhà quan sát xung quanh một xíu này. Ở bên đây có mấy ngôi mộ bằng đất. Và xa hơn một xíu nữa là cả một khu nghĩa trang rộng lớn luôn. Lá khô lâu ngày không có ai dọn dẹp này. Và trước nhà có một ngôi miếu nhỏ nhỏ. Ở đây có rất là nhiều những cái đồ thờ cúng được bỏ ở cái gốc cây này. Nhang. Nhang thì cũng khá là lâu rồi cho nên nó cũng đã hư rồi. Khi mà vào bên trong một căn nhà mà rất là nhiều cây thì chúng ta phải quan sát ở trên. Xem thử là có rắn hay không. Thật sự là cũng khá là lâu thì bây giờ mình mới đi khám phá. Thật sự mà nói khám phá thì cả nhà sẽ nghĩ rằng là cái từ phá là giống như là đi phá một cái gì đó, nhưng mà không phải đâu cả nhà. Cái từ phá ở đây nó có một cái nghĩa ẩn dụ khác nữa. Ở trong ngôi miếu có hai chữ mà
mình không biết là chữ gì. Thì cả nhà dịch giùm cho mình hai cái chữ này có nghĩa gì ha. Và ở phía bên dưới thì có một cái tấm bia. Và ai đó để cái tấm bia vào trong đây nè. Mà không thấy rõ chữ hay cái gì cả. Và bây giờ chắc có lẽ mình sẽ tiến vào bên trong căn nhà đi khám phá thôi. Đi khám phá bên trong. Xíu nữa mình sẽ lượn ra cái khu nghỉ địa này cả nhà. Xem thử là có ai vô gia cư á, người ta ở trong cái khu nghỉ địa không. Bởi vì là gần đây cũng có rất là nhiều những người không hiểu vì sao họ vô gia cư á. Rồi họ hay vào trong khu nghỉ địa để mà ở tạm. Căn nhà có 3 gian nhưng mà có hai cánh cửa đã đóng rồi, còn một cái bên kia thì mở nha. Thì mình không phải là người mở cửa căn nhà này và ai đó đã mở trước rồi. Và cũng xin phép chủ nhân của căn nhà, thì mình nghe nói rằng là ông đã qua đời rồi. Nhưng mà không biết là bây giờ có con cháu hay là người thân của ông có ở đây hay không, mình cũng không rõ nữa. Nhưng mà mình đi khám phá ở đây, đi tìm hiểu ở đây là xem thứ là về đêm có những kẻ xấu họ vào đây họ làm cái gì đó hay không cả nha. Bởi vì những căn nhà hoang như thế này á, là điều kiện cho những người xấu họ vào đây họ làm những cái điều không tốt. Cho nên là mình đi khám phá những căn nhà như thế này là cũng rất là nguy hiểm. Và mình nghĩ rằng là cánh cửa này lúc trước sẽ đóng này, và có nhiều kẻ xấu á, rồi họ vào đây họ mở cánh cửa này ra, và sau đó họ vào bên trong, rồi họ làm cái điều gì đó mình không rõ cả nha. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu tiến vào bên trong căn nhà. Ở phía trước thì có một bàn thờ ông Địa, ông Thần Tài á, mà không biết lúc trước nó có nằm ở trong nhà hay không, mình cũng quên rồi, bởi vì là lâu lắm rồi. Hôm nay á, cách đây mấy năm về trước, cho nên là bây giờ mình không nhớ là lúc trước là có cái bàn thờ nằm ở đây hay không nữa, hay là mới đây nữa. Nhưng mà trước khi vào nhà chắc là phải xin phép cả nha. Chúng con xin phép vào thăm nhà. Nếu như mà có cái gì đó không đúng thì mong bỏ qua cho tụi con. Vào xem thử là có những thành phần xấu vào đây hay không cả nha. Thực sự thì bóng tối là một cái gì đó khiến cho con người chúng ta rất là sợ hãi. Nhưng mà để vượt qua điều đó thì chỉ bằng cách là chúng ta đi khám phá, để chúng ta vượt qua những cái nỗi sợ như thế này. Bởi vì là ở bên trong là sẽ không biết là có những cái điều gì nó sẽ ẩn chứa ở bên trong cả nhà. Có ai không? Hình như là mình thấy căn nhà có sự thay đổi. Vì lúc trước á, là căn nhà có rất là nhiều những cái đồ trong nhà nhưng mà đóng mất hết. Có bật lửa nè, rồi cái nắp chai tự nhiên họ chọt cái lỗ làm chi ta. Vậy là có rất là nhiều người vào ở bên trong căn nhà này làm cái điều gì đó mình không rõ này. Mình nhớ rất rõ là lúc trước ở trong cái tủ này có rất là nhiều những cái đồ vật dụng gì đó mà
Khi mà hôm nay thì đến đây lại không thấy. Ở ngay cái cửa thì có một cái cây, không biết để làm gì nè. Ồ ồ, nghe tiếng kêu mà chắc là của một cái con chim hay con gì ở ngoài nghĩa địa nó kêu cả nhà. Cái cánh cửa này thì chắc có lẽ ai gỡ mất rồi. Cánh cửa này có thể là người ta phá rồi. Bây giờ mình xuống không gian bếp, mình tìm hiểu không gian bếp ở dưới này. Chính cái không gian bếp này cũng có nhiều sự thay đổi nữa. Ui, có áo quần. Áo quần này của ai cả nhà? Nhìn cũng khá là cũ rồi. Ôi trời ơi, cả nhà. Một cảnh tượng thật là... Mình phải dùng từ gì ta? Ở đây có rất là nhiều những cái chai. Và sau đó thì... Là người ta... chọt hai cái lỗ. Cái này thì những thành phần xấu vào đây là cái điều chắc chắn rồi cả nhà. Đây là một cái cách thức để họ làm cái việc nó nói chung cũng không có tốt mấy, nói chung là sử dụng những cái chất đó là không tốt cả nhỉ. Đây nè. Và chứng tỏ căn nhà này là một trong những căn nhà sẽ có sự lui tới của nhiều thành phần xấu. Ở đây còn những cái đồ dùng. À, những cái đồ dùng này thì không có giá trị mấy cho nên nó vẫn còn ở đây, chứ nếu nó có giá trị thì đã mất rồi. Ở đây có mấy cái chai nè. Mấy cái chai thủy tinh. Chứng tỏ rằng là chúng ta đến cái căn nhà này vào ban đêm nó cũng không thực sự an toàn. Bởi vì là nó khá là rậm rạp. À, một cái quần đùi và một cái áo khoác. Nhưng mà cái áo khoác này thì cũng... Cái màu này là chỉ có những người đứng tuổi mặc thôi. Có lẽ nào áo khoác này là của cụ ông lúc trước đã ở căn nhà này cả nhà. Đây giống như là cái bếp đèn xì này. Có một cái bếp ấy nè, bếp để dùng than. Và đây là phía sau nhà. Ui trời ơi, ra phía sau nhà là cả một khu mộ luôn nè cả nhà. Cả một khu mộ. Bởi vì căn nhà này nằm giữa một cái khu nghĩa trang luôn. Ủa, cái chỗ này để làm gì ta? Ồ, mình rất là thắc mắc là bởi vì cái chỗ này thì ở phía sau nhà là với một cái mục đích gì cả nhà? Có một cái giếng ở sau này. Một cái giếng.
đào ở giữa một cái khu nghĩa trang. Liệu rằng nước giếng này có đảm bảo không cả nhà? Trời đất ơi, cái giếng nó sâu hút ở dưới cả nhà ơi. Ui, nhìn cái giếng chóng mặt luôn. Bên này có một cái hố mà nó bị sụp xuống này. Chỗ này có một cái hố tự nhiên nó bị sụp xuống thì chắc có lẽ rằng là có thể là người ta lấy cốt. Trời ơi, đứng ở giữa một cái nghĩa trang rồi gió nó hiu hiu cả nhà, nó làm cho cái không gian này lạnh lẽo thêm nữa. Gió này nói thật là những cái căn nhà như thế này thì ít người mà lui tới đây lắm, dường như chắc là có lẽ không dám đến cả nhà, bởi vì là có rất là nhiều những cái kẻ xấu á, họ vào bên trong khuôn viên của căn nhà để họ làm những cái điều không tốt, cho nên là cách tốt nhất là chúng ta hạn chế vào trong những cái căn nhà như thế này nếu như mà không có việc gì. Còn mình thì mình là một cái người mà khá là tò mò, với lại là cũng muốn rằng là để mình vượt qua cái nỗi sợ hãi bóng đêm, sợ hãi về nhiều thứ, cho nên là mình đi khám phá như thế này để khắc chế những cái điều đó lần dần dần cái gì. Cái xương rồng này khá là lớn. Xương rồng thì nó sống ở những cái vùng mà ít nước được, bởi vì là nó không có lá, cho nên là cái tỷ lệ mà thoát hơi nước của nó rất là ít, không có luôn. Nè, mấy cái gai này, cho nên nó sẽ sống ở những cái vùng khô hạn được. Ở chỗ này thì đâu đâu chúng ta cũng sẽ thấy mộ hết á, cho nên là khi mà đi đứng là phải hết sức cẩn thận, lỡ chúng ta sẽ vô tình á, chúng ta phải dậm lên những cái ngôi mộ thì đó là không có tốt. Tuy là chúng ta không cố ý nhưng mà cũng phải hạn chế cả nha. Ở đây thì cái trang thờ là không có còn thờ phượng gì hết, chắc là có lẽ người thân đã đưa tất cả những cái đồ thờ cúng về nhà để thờ. Mình thấy điều đó cũng khá là tốt, bởi vì là nếu như mà để ở đây thì hiu quạnh cũng rất là lạnh lẽo, cho nên là cái việc mà đưa những cái đồ thờ cúng đi là cũng tốt cả nhà. Nhưng mà có một điều thắc mắc là tại sao một cái bàn thờ lại cắm lên những cái điếu thuốc như thế này, và mình chắc chắn rằng không phải là chủ nhân của căn nhà cắm những cái điếu thuốc này lên rồi cả nhà. Bởi vì thường thì những bàn thờ trong nhà thì người ta chỉ thắp hương thôi, không bao giờ mà thắp những cái điếu thuốc lên trên bàn thờ cả.
Chắc có lẽ là người ta vào đây người ta lợi dụng cái việc gì đó. Có thể là về tâm linh chẳng hạn. Căn nhà thì nằm thì ở giữa nghĩa địa, xung quanh thì cây cối nó bao trùm phủ kín mít luôn. Nếu mà chúng ta đi ra cái phía này thì chắc có lẽ cũng sẽ gặp phải những cái ngôi mộ ở phía này. Để mình đi thêm một vòng quanh cái ngôi nhà xem tức là có phát hiện điều gì hay không. À, có phát hiện. Có một con ngựa bị hư rồi, bị vứt ở đây. Có nghĩa rằng là ở phía trước căn nhà có rất là nhiều những cái đồ thờ cúng mà người ta vứt linh tinh luôn như thế này cả nhà. Ở chỗ nào cũng có hết trơn, ở gốc cây rồi, ở bất kỳ như chỗ nào đây. Và nếu mà đi không chú ý thì dặm phải cái lư hương nữa nè. Căn nhà ba gian, cánh cửa thì mở rồi, không phải mình mở nha, cho nên là mình sẽ để nguyên hiện trạng căn nhà như thế này luôn, bởi vì mình không có mở cửa cho nên là mình để như vậy luôn. Ui, trăng kìa, đêm này có trăng. Không biết là ở ngoài nghĩa địa có ai đang té thuốc ngoài đó không cả nhà. Nhưng mà chắc có lẽ là không. Bởi vì khu này thì cũng khá là nguy hiểm, cho nên là người dân người ta cũng khuyến cáo là hạn chế ở đây lâu. Vì là sợ một số kẻ xấu họ có thể đến đây, cho nên là chúng ta cũng hạn chế ở đây quá lâu. Lúc trước thì khi mà mấy năm về trước thì khi mà mình vào bên trong căn nhà này thì mạng nhện nè, bụi nè và những cái đồ dùng trong nhà còn rất là nhiều, nhưng mà bây giờ thì đâu mất hết rồi. Không biết là ai đó người ta lấy hay là người thân trong gia đình đến để đưa đi thì mình không rõ, nhưng mà bây giờ khi mà vào bên trong căn nhà thì thấy nó trống trải quá rồi. Cơ bản rằng là những cái nơi như thế này thì chúng ta cũng hạn chế nha cả nhà, bởi vì lâu lâu mình không có đi khám phá cho nên là cũng bộc phát đi để tìm hiểu, khám phá và trải nghiệm. Và chắc có lẽ là lâu lâu thì mình mới khám phá như thế này thôi cả nhà, chứ không phải là lúc nào cũng khám phá như thế này. Thôi chắc có lẽ bây giờ khuya thì về nghỉ ngơi để dành thời gian để ngày mai tiếp tục hành trình đi tìm hiểu và giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn khác. Và bây giờ thì không biết là cả nhà ý kiến gì về căn nhà này, và có ai dám ở căn nhà này hay không thì hãy để lại bình luận nha. Và sắp tới thì hy vọng rằng là nếu như mà cả nhà có biết ở đâu mà có một số những trường hợp mà đặc biệt và những khả năng đặc biệt tiềm ẩn thì giới thiệu cho Nhân để Nhân đi chia sẻ để cả nhà xem, hoặc là ở đâu đó có những điều thú vị thì hãy chỉ cho Nhân nhé. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là Nhân xin kết thúc cái video này. Nếu xem thì đừng quên đăng ký kênh để chờ những video sau nha cả nhà. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye cả nhà.